Dạ kính thưa quý vị, cũng đã từ lâu rồi tôi với Tam Sư Muội là chưa có hát chung, thì thôi bây giờ để gửi đến quý vị một cái lớp chích đoạn rất là quen thuộc, đó là lớp chích đoạn cải lương Người Tình Trên Chiến Trận của soạn giả Mộc Linh và Nguyên Thảo. Xin mời Tam Sư Muội. Quân hãy giam cổ thành khuyên chào một tối, để sáng mai đưa các thiên kiều về mong cổ. Không về. À các thiên kiều, nếu em không về mong cổ thì tên Mã Phương này sẽ chịu một cực hình kinh khiếp nhất. Thank you.
tại sao em lại không? Em không biết nữa. Chắc có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Và tại sao em lại không? Là một người xa lạ mà em mới gặp mình đây. Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Không hợp rồi. Mà chắc không xa, anh làm sao vậy? Yêu nhau là có đầu lúc phải không anh? Không yêu nhau không bao giờ có đầu. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà bày tâu anh mất mài trong thank you.